Hello, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hiện tại thì chị đang đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Chị rất là hy vọng là các bạn của chị đã có thể lên xem phần livestream trong buổi chiều tối ngày hôm nay để chúng mình cùng với nhau chia sẻ về một số những kiến thức văn học nhá. đã khá là lâu rồi thì chị yên không có phát trực tiếp cùng với các bạn đúng không? Cực kỳ mong là các bạn sẽ nhanh chóng lên xem phần livestream này cùng với chị, ok không? Xin chào Mai Phương, xin chào em Xin chào Thái Linh, xin chào em Ok, đã hơn 100 bạn rồi Lâu ghê rồi thì chị Yên không phát trực tiếp đúng không? <laughs> ok, xin chào Cẩm Nhung, xin chào em đã yêu nhau, cơm rơi rơi lòng sống

các bạn ơi, à, nhanh chóng chia sẻ phần livestream này giúp chị nhé. Và nếu như mà có thể thì hãy tác thêm bạn bè của mình vào, bởi vì chị nghĩ là ngày hôm nay sẽ là một cái bài học khá là bổ ích và thú vị cho các bạn đấy. Ok, xin chào Thanh Linh, xin chào em, xin chào em. Ok, hiện tại đã có khoảng 150 bạn đang xem phần livestream của chị rồi đúng không nào? ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác phẩm sóng của nhà thơ xuân quỳnh nhá các bạn ơi ở trên lớp thì các bạn đã học đến tác phẩm nào rồi Đợi 200 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nhá Ok không? Uhm, xin chào các em Nhanh chóng chia sẻ về nhá Bởi vì là rất là có thể là cái phần livestream này sau đó sẽ bị ẩn đi đấy Nên là chị cực kỳ mong là các bạn có thể nhanh chóng chia sẻ phần livestream này về uh, trang cá nhân của mình được không nào và nhớ là đừng quên thả tim hoặc là like cho chị Hiên nha được không rồi các bạn ơi à, nhạc thì đã kết thúc bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi chiều tối ngày hôm nay và cái phần chia sẻ cùng với nhau thôi được không ạ à? à em vừa mới học xong tuyên ngôn độc lập thôi ạ à. ok thanh trà Thế thì chúng mình sẽ cùng nhau à, lượt qua cái tác phẩm này trước để hiểu hơn về tác phẩm này nhá Các bạn thân mến, ở trong cái chương trình ngữ văn lớp 12 ấy Thì có những cái tác phẩm thơ, mỗi tác phẩm thơ thì à, lại đều để lại cho chúng ta những cái ấn tượng rất là riêng nếu như bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng gợi cho, cho gợi ra cho chúng mình về hình ảnh đoàn binh Tây Tiến với một cái khí thế hừng hực và mang trong mình một cái vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Nếu như chúng ta biết tới bài thơ Việt Bắc được coi là cái gì ạ? À? À, được coi là một trong số những bài thơ đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của tố hữu và cũng được coi là đỉnh cao của đời thơ gì ạ? À? thơ ca kháng chiến chống pháp hay là trích đoạn đất nước chi trong trường ca mặt đường khát vọng thì ngày hôm nay chúng mình lại đến với một cái khía cạnh chị nghĩ rằng là đến với một cái đề tài nó hoàn toàn khác so với những cái gì mà chúng ta đã học ở trong Việt Bắc, ở trong đất nước, ở trong Tây Tiến, đó là chúng ta có một cái bài thơ về mảng đề tài chính là gì nhỉ các bạn nhỉ? Chính là về tình yêu. Đúng không nào? À thật là lạ lùng. Chúng ta có một cái bài thơ về cái mảng đề tài đó là tình yêu nghe có vẻ là rất là lạ lùng đúng không ạ? ở đây thì các bạn ơi, ở đây có những bạn nào đã thuộc bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi? giơ tay chị xem nào, có bạn nào đã thuộc bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi nhỉ? giơ tay chị xem. nào, bạn nào đã thuộc bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi? giơ tay chị xem nào. à, hay là bạn nào đã đọc bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi cũng giơ tay chị xem nào, được không ạ? Ok, xin chào các bạn nhá. Hãy nhớ rằng là đầu tháng 12, bây giờ là gần đến tháng 11 rồi. Đầu tháng 12 thì chị Hiên sẽ có lớp ôn thi thứ hai trong năm nay. Và thực sự là để chờ đợi cái thời gian chị Hiên mở lớp nó là một cái khoảng thời gian mà nó dài kinh khủng luôn ấy, thực sự là như vậy. Chị nói thật với các em là như thế đấy. Thế nên là nếu như mà bạn nào mà muốn đăng ký học ấy thì nhanh chóng nhắn tin cho admin học fan chị Hiên, fanpage học văn fan chị Hiên để giữ cho mình một cái chỗ thật là chắc để đầu tháng 12 bắt đầu cái khóa VIP tổng ôn tiếp theo cùng với chị nhá. Chúng mình sẽ học về tất cả mọi thứ. Chị nói thật, thực sự luôn đây là chị tâm sự thật với các bạn. Để mà cái thời gian mà chị Hiên mà mà mở lớp thì nó nó xa vời vợi luôn. Thật sự là như vậy. Rồi các bạn ơi, được chưa nào? à có rất là nhiều bạn đã thuộc bài thơ sóng của nhà thơ xuân quỳnh rồi phải không ạ thậm chí có những bạn còn thuộc luôn bài hát uh, được phổ nhạc từ cái bài thơ sóng của nhà thơ xuân quỳnh cơ ví dụ như chị này chị là người thuộc như vậy <laughs> được không nào thì các bạn thân mến bây giờ thì chị em mình sẽ cùng đến với cái bước đầu tiên ở trong buổi ngày hôm nay luôn nhá chúng mình sẽ cùng nhau đọc thuộc bài thơ sóng của nhà thơ xuân quỳnh đã được không ạ Chúng mình cùng nhau đọc thuộc bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh trước nhé. Ok không các em? Nào, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về anh, em, em nghĩ về biển lớn, từ nơi nào sóng lên. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra, thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ. Các bạn thân mến, đó là thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Vừa rồi chị đã đọc cùng với các bạn thì các bạn có thể thấy là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh bao gồm 9 khổ thơ đúng không các em? À, bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh bao gồm 9 khổ thơ, phải không ạ? À? Một lát nữa thì chị sẽ định hướng cho các bạn về cái cách học làm sao để ghi nhớ 9 cái khổ thơ này thật là nhanh gọn lẹ nhá. Ok chưa nào? Thì các bạn lưu ý với chị là cái bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh đã 11 năm chưa vào rồi ạ. À. Và thực sự là lứa học sinh nào cũng cực kỳ mong mỏi là sóng sẽ quay trở lại trong đề thi đại học. Biết đâu năm nay sẽ vào sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh thì sao, đúng không? Thế nên cái buổi học ngày hôm nay, cái phần chia sẻ của chị ngày hôm nay cũng sẽ là một cái phần chuẩn bị rất là tốt cho các bạn đấy. Nên là nếu như mà các em muốn là chị sẽ chia sẻ nhiều hơn thì hãy tác bạn bè của mình vào nhá. Ok chưa nào? Rồi! các bạn ơi đó là phần đọc bài thơ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến tìm hiểu về cái tác phẩm này nhá chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác giả trước được không ạ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả trước nhá các bạn thân mến chị có một cái cuốn sách để tự học cực kỳ hiệu quả đó chính là bộ sổ tay văn học của học văn chị hiên bây giờ thì chị sẽ mở ra và để bắt đầu tự học cùng với các bạn nhá đây các bạn ơi chúng ta sẽ cùng mở ra bài thơ sóng của nhà thơ xuân quỳnh nhá được không nào bài thơ sóng của nhà thơ xuân quỳnh đợi chị một chút để chị mở nhá đây ạ à, đây là bài thơ sóng của nhà thơ xuân quỳnh trước tiên chúng ta sẽ cùng với nhau học về thông tin tác giả trước ạ à. bởi vì đây chính là cái phần mà giúp cho chúng ta làm gì à giúp cho chúng mình có thể mở bài viết thân bài kết bài đúng không ạ à? đây thì chúng ta có này thứ nhất xuân quỳnh là người phụ nữ sinh ra để yêu và làm thơ ok chưa nào Ý số 2, đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết là đề tài viết về đề tài tình yêu và viết thơ cho thiếu nhi. Con yêu mẹ bằng bầu trời, rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết là trời rộng đến đâu đâu, trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới. Và để rồi cuối cùng gì gì nhỉ? À, à mẹ ơi có con dế ở trong bao diêm con đây, mở ra là con thấy ngay, con yêu mẹ bằng con dế được không ạ? À? Hay là những cái đề tài viết về đề tài tình yêu, những cái thi phẩm rất là nổi tiếng của Xuân Quỳnh như là bài thơ Anh này, phải không ạ? À? Cây bút gãy trong tay, cặn mực khô đáy lỏ, ánh điện tắt trong phòng, anh về từ đường phố, anh về từ trận gió, anh về từ cơn mưa, từ những ngày đã qua, từ những ngày chưa tới, từ lòng em nhức nhối, thôi đừng buồn nữa anh tấm rèm cửa màu xanh trang thơ còn viết giờ tách nước nóng trên bàn và lòng em thương nhớ ở ngoài kia trời gió ở ngoài kia trời mưa cây bàng đêm ngần ngơ nước qua đường chảy xiết tóc anh thì ướt đẫm lòng anh thì cô đơn anh chỉ anh cần chi nơi em sao mà anh chẳng nói anh con đường xa ngái anh bức vẽ không màu anh nhìn nỗi lo âu anh dòng thơ nổi gió mà em người đời thường biết là anh có ở được không ạ? À? Có rất là nhiều những cái bài thơ viết về tình yêu và thơ viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh và đây chính là cái đề tài mà Xuân Quỳnh xuyên suốt trong cái sợi dây sáng tác của mình, được không ạ? À? Có lẽ bởi vì xuất phát từ một cái trái tim uh, rất là nhiều tình yêu thương, xuất phát từ bản năng của một người phụ nữ, của một người mẹ, thế nên là cái đề tài mà Xuân Quỳnh thường viết là đề tài tình yêu và thơ viết cho thiếu nhi. Ok chưa nào? Nhá. Tiếp tục này, về hồn thơ của Xuân Quỳnh thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái hồn thơ chắc ẩn, hồn nhiên, tươi tắn, chân thành, đầm thắm và luôn luôn khao khát những cái khát vọng hạnh phúc. Thế nhưng mà khi mà nhắc về Xuân Quỳnh ấy, thì bao giờ các bạn cũng sẽ thấy là đây là một cái người nghệ sĩ mà mang trong mình, luôn mang trong mình những cái dự cảm âu lo phải không ạ? À? Luôn mang trong mình những cái dự cảm âu lo Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em vô ý cỏ găm đầy Tình yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết tình anh có đổi thay Luôn luôn chất chứa những cái âu lo như vậy Đúng không ạ? À? Nhưng mà bao giờ cũng chứa đựng ở trong đó là những cái khao khát hạnh phúc đời thường được không nào lưu ý giúp chị nhá rồi tiếp tục này và đây ạ à, Xuân Quỳnh là một trong số những nhà thơ tiêu buổi tiêu biểu của các thế hệ nhà thơ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ok chưa ạ và chúng ta cũng thấy là phong cách của người nghệ sĩ này ấy, là đôi khi bất tuân theo những cả những cái quy luật của nghề thơ quan trọng nhất đối với Xuân Quỳnh là tôi được diễn tả hết những cái tâm tư tình cảm ở trong cõi lòng của tôi mà thôi được không ạ à? lưu ý giúp chị nhá là một người phụ nữ sinh ra trên cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Ok ông nào, lưu ý giúp chị nhá. Được không ạ? À? Thì đấy là những cái thông tin chính về Xuân Quỳnh. Ở đây chị có một cái đoạn nho nhỏ viết về Xuân Quỳnh như thế này các bạn ạ. À. Chị thì chị thường làm như vậy. Sau khi mà chị học xong những cái kiến thức chính nhất về tác giả đó Thì chị thường luyện tập bằng cách là chị sẽ viết những cái đoạn văn từ 5 cho tới 7 câu Để có thể trình bày lại những cái thông tin về tác giả đó Hoặc là trình bày theo phương thức là mình liệt kê tất cả các thông tin ra Hoặc là mình sẽ trình bày theo phương thức là tôi sẽ trọng tâm vào một cái ý Thì chị nghĩ là các bạn cũng có thể thực hành theo cách này Để thứ nhất là các bạn sẽ ghi nhớ được kiến thức về tác giả này Cái số 2 ấy là các bạn sẽ thấy rằng là mình viết văn nó uyển chuyển hơn Cái vốn từ của mình từ đó cũng sẽ được phát triển ok chưa ạ thì đây ví dụ như thế này ạ xuân quỳnh người phụ nữ sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ được mệnh danh như vậy bởi chính chị từng tâm sự rằng nếu ngày mai em không làm thơ nữa cuộc sống trở về bình yên ngày nối nhau trên đường phố êm đềm không nỗi khổ không niềm vui kinh ngạc trong chặng đường sáng tác, Xuân Quỳnh lấy cảm hứng từ hai đề tài chính đó là tình yêu và thiếu nhi. Những vần thơ của nữ sĩ bộc bạch tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều chắc ẩn hồn nhiên tươi tắn, vừa chân thành đằm thắm, vừa ra diết khát vọng hạnh phúc đời thường. Nếm trải trong trong trường đời, sau này Xuân Quỳnh có tâm sự về nghề thơ, vì thích thú, làm văn, làm văn học cảm thấy mình như được sống thêm một cuộc đời nữa vì uất ức khi mới vào nghề bị xô đẩy, bị khinh rẻ nên tôi phải quyết sống mà sống tức là viết, nói được niềm vui nỗi khổ của mình, tôi cảm thấy cái sung sướng không mấy ai có, như người khác cũng không được yêu, mình được yêu, như người khác chỉ biết im lặng mà mình biết nói và nói lên được thành tiếng. Ok ông ạ? Thì đó, chúng ta có thể viết thành những cái đoạn nhỏ như vậy từ những cái ý chính này nhá. Lưu ý giúp chị nhá. Ok chưa ạ? Sau đó thì các bạn có thể mở cái phần cuối này ra bởi vì ở trong cái phần cuối này thì chị có ghi lại những cái vần thơ của Xuân Quỳnh mà chị nghĩ nó cũng rất là hữu ích trong cái quá trình mà chúng ta tìm hiểu thêm về về cái tác giả này được không ạ? Đây các bạn có thể nhìn này. Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không. Chỉ lá rụng dạt rào trên lối phố Dẫu em biết rằng anh anh cũng nhớ Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em vô ý cỏ găm đầy Tình yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết tình anh có đổi thay Hay là đây ạ à? Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường nào Chỉ có biển mới biết Thuyền đi đâu về đâu Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau Lòng thuyền đau rạn vỡ Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão tố được không ạ à? lưu ý giúp chị nhá ở phần này có rất là nhiều những cái đoạn thơ mà chị đã đề cập ra ở đây cho các bạn Thế thì trước khi mà chúng mình sẵn sàng vào phân tích cái bài thơ đó ấy, thì chị mong muốn là các bạn sẽ trang bị cho mình nhiều nhất những cái hiểu biết về tác giả nhiều nhất những cái hiểu biết về cái thời kỳ mà tác giả đó sống nhiều nhất những cái hiểu biết về phong cách nghệ thuật về cuộc đời về sự nghiệp được không ạ à? và những cái tác phẩm khác của người nghệ sĩ đó nữa để chúng ta làm đầy cái cảm xúc thật ra bản thân chị thì nghĩ rằng là trong cái việc học văn ấy khó nhất là khi chúng ta tự làm đầy cảm xúc của chính mình mà chúng ta khiến cho bản thân chúng ta có cái động lực rằng là nhất định là phải học đúng không ạ nhất định là phải học và mình yêu nó đấy là cái điều rất quan trọng thì ở đây chị đã để ra những cái đoạn thơ cực kỳ chi tiết ở đây để các em có thêm những cái đoạn thơ hay về nữ sĩ xuân quỳnh lưu ý giúp chị nhá được không nào biết bao khao khát đời chờ núi xa biển rộng nắng mưa mấy thời thơ tình tôi viết cho tôi qua cay đắng buồn vui đã nhiều với buồn vui đã nhiều vẫn còn nguyên vẹn niềm yêu như cây tứ quý đất nghèo nở hoa được không ạ đó, lưu ý giúp chị. Thì sau khi mà chúng ta tìm hiểu về tác giả Xuân Quỳnh xong. Các bạn ơi, sau khi mà chúng mình tìm hiểu về tác giả Xuân Quỳnh xong nhá. Đây. Được không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào phần phân tích. Trước khi vào phần phân tích chúng ta có một cái phần thông tin tác phẩm ở đây ạ. Được không nào? Tác phẩm kinh phẩm ở đây ạ. À, bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh thì được sáng tác vào năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Khi ấy thì Xuân Quỳnh vừa bước vào độ tuổi 25. Đó là những năm tháng dân tộc đang bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai. Là khi thanh niên trai gái ào ào ra trận, cho nên đặt bài thơ trong hoàn cảnh ấy mới thấy rõ được nỗi khát khao của người con gái trong tình yêu và cũng thấy được sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ. Được không ạ? À? Thì đấy là những cái thông tin về tác phẩm rất là thú vị ở chỗ là chị đã để từ khóa ở đây cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng ghi nhớ rồi. Đối với những cái thông tin ấy mà cần phải ghi nhớ cụ thể như vậy thì chị nghĩ là việc ghi nhớ bằng các cái từ khóa trước nó là một cái việc khá là quan trọng. Được không? Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Bây giờ sẽ cùng quay trở lại với cái nội dung của bài thơ này. Được không ạ? À? Thì chúng ta thấy rằng là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh bao gồm 9 khổ thơ ạ. À. Được không? Bài thơ Sóng của nhà thơ gồm chín khổ thơ ạ được không nào mỗi khổ thơ này chúng ta có thể đặt cho nó một cái tiêu đề bởi vì chị thấy rằng là khi mà các bạn đặt cái tiêu đề cho bài thơ từng khổ thơ ấy, thì các bạn sẽ học dễ dàng hơn rất là nhiều ở trong khuôn khổ của buổi ngày hôm nay chị sẽ lấy ví dụ về khổ thơ số 1 của nhà thơ xuân quỳnh và chị đặt tên cho khổ thơ này mang tên là sự đối lập được không ạ sự đối lập và từ cái sự đối lập đó, tôi nhìn ra được một cái thông điệp mới mẻ trong tình yêu. Được không? Thông điệp mới mẻ trong tình yêu. Ok không nào? Thế thì sự đối lập đó là như thế nào? Chúng ta cùng nhau trích cái khổ thơ đó ra cùng với chị nhá. Đây các bạn ơi, dữ dội và dịu êm. dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ sông không hiểu nổi mình sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể sóng tìm ra tận bể Ok chưa nào Chúng ta có khổ thơ đầu Và như chị đã nói thì chị sẽ đặt tên cho cái khổ thơ đầu này Đó là gì nhỉ các bạn nhỉ Đó là sự đối lập Ok chưa ạ Đó là sự đối lập Và chúng ta nhìn được thấy ở đây đó chính là Thông điệp mới mẻ trong tình yêu Ok chưa nào Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi phân tích cái đoạn thơ này nhá Được không ạ Các bạn có thể nhìn thấy này bản thân nhà thơ xuân quỳnh không phải là người đầu tiên viết về biển và lấy cái đề tài đại dương biển để trở thành cái điểm tựa cảm xúc cho chính mình trước xuân quỳnh rất nhiều những người nghệ sĩ khác thì cũng đã từng viết về biển đúng không ạ lấy biển lấy đại dương là cái điểm tựa cảm xúc ví dụ như xuân diệu này đúng không ạ như là gì ạ à như là chúng ta có thơ những cái bài thơ gì ạ lấy thuyền và biển ví dụ như là chúng ta có thơ của xuân diệu trong bài thơ biển này phải không nào hay là những nhà thơ khác nữa thì xuân quỳnh không phải là người đầu tiên thì chúng ta thấy ở đây mở đầu cái vần thơ của mình ấy xuân quỳnh đã lựa chọn hai cái cặp phạm trù đối lập để tạo ra một cái sự đối kháng dữ dội và dịu êm ồn ào đối lập với lặng lẽ thế thì cái câu hỏi đầu tiên đặt ra cho người đọc ở đây đó là gì ạ à đó là vậy thì dữ dội và dịu êm là muốn nói tới chủ thể gì thì chủ thể của chúng ta ở đây chính là sóng phải không ạ chủ thể của chúng ta ở đây chính là sóng khi trời yên bể lặng thì sóng dịu êm lặng lẽ khi bong ba khi phong ba bão tố thì sóng dữ dội ồn ào đây chính là những cái trạng thái đối lập mà à luôn luôn song hành cùng với nhau đúng không ạ và chúng ta thấy ở đây rằng đây là cái lớp nghĩa nổi ở bên trên vậy thì nghĩa chìm ở đây muốn nói tới những cái nội dung gì cái sự thất thường đó, cái sự đối lập đó cũng chính là những cái trạng thái của người con gái, phải không ạ? À? Trạng thái cảm xúc trong tình yêu, vui có, buồn có, hạnh phúc có, khổ đau có, đúng không ạ? À? Đây là ý số 1 nhá. Ý số 2, đó là những cái trạng thái cảm xúc của người con gái khi yêu. Phải không ạ? À? Có nghĩa là gì ạ? À? Người con gái khi yêu thì có thể vui ngay đấy nhưng cũng buồn ngay đấy. Phải không ạ? À, à À giờ gọi là đang hạnh phúc ngay đấy nhưng mà cũng có thể giận dỗi ngay đấy. Thì cái ý số 2 ở đây đó chính là gì ạ? Cái trạng thái cảm xúc của người con gái trong tình yêu. Ok chưa nào? Và cái ý số 3 ở đây mà các bạn cần phải lưu ý với chị, đó chính là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đó chính là đây chính là à cái sự yếu đuối ở bên trong chính người con gái đối lập với cái sự mạnh mẽ ở bên ngoài của chính họ suy cho cùng thì dù họ có độc lập có mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa thì bản thân họ trái tim của họ vẫn thuộc về bản ngã của người phụ nữ và vẫn thuộc về bản ngã của phái yếu đúng không ạ thì chúng ta thấy rằng chỉ từ một cái nội dung đó là sự đối lập trong trạng thái của con sóng mà suy ra ba cái lớp nghĩa ẩn ở phía dưới thế nên là các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp chị nhé và có một cái điều nữa mà các bạn cần phải lưu tâm giúp cho chị đó là ở trong cái khổ thơ này ấy, sử dụng hai từ và Đúng không ạ? Là cái mà để kết nối giữa hai cái đối lập này với nhau, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Từ và ở đây ấy, mang cái tính chất là gì ạ? À mặc dù nó là hai cái trạng thái đối lập, nhưng lại là hai cái trạng thái luôn luôn đi song hành cùng với nhau. Ok chưa nào? Nhá, lưu ý cùng với chị, tức là nó không thể nào tách rời nhau được. Được chưa nào? Thì đây là hai câu thơ đầu tiên các bạn có hiểu bài không? Các em ơi, các bạn có hiểu không ạ? Đây là câu mà chị rất là thường xuyên hỏi các bạn Chị thường xuyên hỏi các bạn để xem là các bạn có hiểu không Tiếp tục lại hỏi lại các bạn một lần nữa Các em có hiểu bài không? Các bạn có hiểu không ạ? Hiểu những gì mà chị vừa nói với các em không? Nào tương tác với chị một chút xíu Và nếu như có thể thì nhanh chóng share cái phần livestream này Về trang cá nhân của mình nhé Bởi vì chị nghĩ nó rất là hữu ích đối với các bạn đấy À em trở về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt đời thường ai chẳng có Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi đúng không? rồi ok nào các bạn ơi hiểu không ạ hiểu không hiểu không à có chị ơi rất là dễ hiểu đúng không chị phân tích cho từng xíu từng xíu một như vậy nói chung là nó rất là đơn giản rất hiểu luôn ấy rồi ok nhá tiếp tục hai câu thơ tiếp theo các bạn sẽ thấy này chúng ta sẽ có những cái phạm trù sau mà các bạn sẽ phải đi giải thích giúp chị nhá đi giải thích giúp chị thứ nhất là sông đúng không ạ mình sóng và bể ok chưa ạ thì chúng ta thấy rằng là gì ạ sông ở đây chính là nói về một cái khoảng giới hạn nó rất là chật hẹp đúng không một cái khoảng giới hạn chật hẹp còn bể ở đây là cái sự đối lập với sông nói về một cái khoảng không gian rộng lớn đúng không ạ chúng ta có thể ngầm hiểu rằng là mình ở đây chính là sóng vậy thì hiểu ra cái câu thơ này nó sẽ là sóng không hiểu nổi mình gì à sông không hiểu nổi sóng nên sóng phải tìm ra đến tận bể tìm ra đến tận đại dương rộng lớn được không ạ hay nói cách khác nói bằng một cái ý khác thì là gì ạ à sóng không chịu cái giới hạn chật hẹp của sông sóng phải tìm ra đại dương nơi mình thuộc về đúng không lưu ý giúp chị nhá được không nào đấy là cái cách hiểu đầu tiên các bạn sẽ hiểu giúp chị thế thì khi soi chiếu để tìm ra cái lớp nghĩa ẩn ở đây vào người con gái thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ à ở đây muốn nói tới người con gái không chấp nhận một cái tình yêu chật hẹp nhỏ bé tầm thường người con gái quyết tâm theo đuổi cái tình yêu lớn lao ở trong cuộc đời của mình đúng không ạ và đây sẽ là cái đích đến dù phải trải qua biết bao nhiêu những cái khó khăn thử thách và chúng ta có thể nhìn thấy được đây chính là cái sự mới mẻ chính là cái sự hiện đại của Xuân Quỳnh khi viết về tình yêu, tức là muốn nói tới sự chủ động của người con gái khi yêu. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là đặt cái hoàn cảnh ra đời vào năm 1967. Vậy mà Xuân Quỳnh đã nói ra cái tiếng nói của thời đại bây giờ chị tin chắc rằng là cái thời đại bây giờ cũng có rất là nhiều người con gái cũng không dám mạnh bạo như vậy cũng không dám là một phát là nói ra luôn được cái tình cảm của mình không dám theo đuổi cái tình yêu đích thực của mình đâu bởi vì còn e sợ nhiều thứ thế nhưng mà xuân quỳnh thì không ạ à. xuân quỳnh dám xuân quỳnh dám bỏ lại những cái gì ạ à? à tình cảm mà xuân quỳnh cho rằng đó là những cái tình cảm chật hẹp và tầm thường đúng không xuân quỳnh sẵn sàng bỏ lại những cái tình cảm chật hẹp và tầm thường của mình để hướng về đại dương bao la hướng về cái tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình và chúng ta có thể thấy là đây không phải là lần đầu tiên mà xuân quỳnh đưa ra một cái tuyên ngôn mà nó mạnh mẽ đến như vậy chẳng sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm đúng không ạ à? xuân quỳnh là một người phụ nữ như vậy ạ yêu là phải nói như đói là phải ăn <laughs> có lẽ cũng chính vì như vậy mà bản thân xuân quỳnh đã vượt qua những cái rào cản để từ bỏ cái cuộc hôn nhân đầu tiên của mình vượt qua tất cả mọi trở ngại để đến bên cạnh lưu quang vũ để rồi cả hai người đã có một cái mối tình rất là trọn vẹn và đẹp đẽ bên nhau được không nào? Các bạn ơi thì đây, chúng ta có bốn câu thơ đầu trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Hãy lưu ý giúp chị ở đây chúng ta có biện pháp tu từ nhân hóa ở đây nhá. Nhưng mà thật ra sóng ở đây cũng chính là một cái hình ảnh ẩn dụ cho hình ảnh em, chính là tượng trưng cho nhân vật trữ tình luôn, được không ạ? À? Rồi đó là cái phần thông tin mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn ở trong buổi phát trực tiếp này. Không biết là các bạn có hiểu không? không biết là các bạn có hiểu không các bạn có hiểu bài không ạ các em có hiểu bài không các bạn có hiểu bài không các bạn có hiểu bài không, bạn hiểu bài không ạ À nói chung là chị lại nhắc lại với các em một lần nữa nhá Là đầu tháng 12 thì chị Hiên lại có mở một cái lớp học mới cho chúng mình Nên là rất là hy vọng nếu như các bạn cảm thấy thích thú với cái việc dạy học của chị Hiên Đương nhiên là trong khóa học thì chúng mình sẽ uh, Chúng mình có thể sẽ học cùng với nhau qua slide Qua các cái thứ nó sinh động hơn rất là nhiều Và chị có thời gian nói với nhiều hơn nữa đối với các bạn Nên rất là hy vọng là có thể gặp các bạn ở trong cái khóa học đó nhá Hãy nhớ rằng đây là một cái khóa học mà chúng ta sẽ có tài liệu sau mỗi buổi học được chấm chữa bài được tương tác với trợ giảng trực tiếp với giáo viên thì chị nghĩ rằng đó cũng là một cái rất là hay đúng không ạ ngày hôm nay trong khuôn khổ của cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì chị chỉ có thể giảng với các bạn như vậy thôi. hy vọng là sớm sớm thôi chúng mình sẽ gặp gỡ lại với nhau. À cái cuốn sách vừa rồi là cái cuốn sổ Tay Văn Học của team họ Văn Chị Hiên các em nhé. đây các bạn có thể nhìn ạ. nếu như các bạn muốn sở hữu cái cuốn sách này thì nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên là ok nha. ừ chị giảng chậm chút xíu thói quen của chị đây. <laughs> có gì các bạn sẽ chủ động xem lại nhá. Ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đón xem phần livestream này của chị Còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ phải gửi lời chào tạm biệt tới các bạn thôi Chúc các bạn của chị sẽ có một cái buổi tối thật là ấm áp này Và nếu như mà thấy cái bài giảng ngày hôm nay hay ấy Thì giúp chị Hiên chia sẻ cái bài này để cho nhiều gọi là gì ạ À để cho nhiều bạn hơn nữa biết tới chị Hiên và team học văn chị Hiên các bạn nhé Được không nào? Cảm ơn các em rất là nhiều Được không? xin chào và hẹn gặp lại nha hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo nha được không nào bye bye cảm ơn các bạn rất nhiều I'm so tired.